và sẽ sử dụng bạo lực cách mạng rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo đấy, kỳ đại hội lần thứ tư. Thì đại hội lần thứ tư là 1 năm sau khi đại thắng mùa xuân năm 1975. À, thì đại hội đầu tiên sau khi thống nhất và đảng lấy lại cái tên cũ là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đại hội năm là diễn ra năm 1982. Thì 76 các bạn cộng với 6 năm. 6 năm năm 1982. Thì cái nội dung chính của kỳ đại hội lần thứ năm này đó là phải giữ gìn bảo vệ Tổ quốc. Tại sao? Vào năm 1979 á, 78, 79 đâu có diễn ra hai cuộc chiến tranh ở khu vực biên giới của Việt Nam, đó là cuộc chiến tranh nào mà nó biết? Em biết, em trả lời cô. Bao nhiêu cô? Rồi, xin mời bạn. À, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam chống quân Khmer Đỏ gọi là Pol Pot, và cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc với quân đội Trung Quốc cơ. Rồi, chính xác, 2 điểm cộng để cho bạn ha. Thứ nhất là lực chống lại lực lượng quân Pol Pot đến năm 78. Và thứ hai đó là cuộc chiến tranh biên giới Tây Bắc với lực lượng quân Trung Quốc vào tháng 1 năm 1979. Thì đến cái nội dung cụ thể của cái giai đoạn đó đó, các bạn sẽ được nghiên cứu kỹ hơn. Còn bây giờ thì cô nói sơ sơ cho các bạn thế này thôi. Đó là thực ra cái cuộc chiến tranh chống Pol Pot thì nó đã có từ khoảng tháng 4 năm 1975 rồi. Cụ thể không biết tại sao, dọn là không biết có thế lực nào nó xui khiến hay không, mà quân Pol Pot tự nhiên rất là căm thù lực lượng quân viện quân đội Việt Nam. Và ngay thời điểm trước tháng 4 năm 1975 là quân Pol Pot đã tấn công vào cái quần đảo, xin lỗi, vào cái đảo Phú Quốc của Việt Nam và đã giết dân thường rồi. Nhưng mà lúc bấy giờ á, thì cái quy mô của nó quá nhỏ, cho nên là cũng chưa có cái sự đối đầu quân đội hai bên. Thế thì sau 1975, quân Pol Pot đã tiếp tục tấn công vào một số những cái tỉnh giáp biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, ví dụ như là Châu Đốc An Giang này, rồi Tây Ninh này, đó. Nhưng mà nhìn chung thì những vụ tấn công này nó cũng không phải là quy mô quá lớn. Nhưng đỉnh điểm nhất là đến năm 1978 á, thì cái lực lượng quân Pol Pot nó tràn sang Việt Nam rất là lớn và nó giết hại dân thường mình đến con số khoảng là 3.000 người. Thế thì cái nhà mồ Ba Chúc An Giang á, các bạn thấy là hài cốt của những cái người dân bị hại đó là coi như là chất từng đống vậy đó. Thì chúng ta biết rằng là cái sự diệt chủng con Pol Pot nó âm mưu diệt chủng như thế nào. Và thậm chí nha, khi mà mình đánh sang bên Campuchia đó thì dân nó là nó giết mất hơn 2 triệu rồi nha các bạn. Dân Campuchia đó là lực lượng quân Pol Pot nó giết mất 2 triệu hơn rồi, còn dân mình là nó giết mất 3.000. Thế thì khi mà mình đánh sang Campuchia đó thì mình mới tịch thu được một cái nghị quyết của cái đảng Khmer Đỏ đó, nó ban hành. Trong đó đó nó ghi rất rõ rằng là gì, một ngày giết vài chục, 1 tuần giết vài trăm, 1 tháng giết vài ngàn, 1 năm giết vài triệu, thì chỉ trong vòng 10 năm là giết hết 50 triệu người dân Việt Nam. Các bạn thấy nghe lời tuyên bố đó muốn sôi máu chưa? Chỉ cần 10 năm giết hết 50 triệu người dân Việt Nam, tức là cái âm mưu của nó là diệt chủng toàn bộ người dân Việt Nam, giết sạch nữa, giết sạch nữa. Thế thì với một cái sự tàn bạo như vậy thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ không để yên rồi. Chúng ta phải đứng lên để bảo vệ cho cái chủ quyền lãnh thổ của chúng ta, và đồng thời là cũng phải giúp đỡ cho người dân Campuchia chứ. Bây giờ cứ để cho lực lượng quân Khmer Đỏ mà nó cứ giết dân Campuchia như vậy thì chắc là mai mốt sẽ chẳng còn ai hết. Đó là lý do tại sao mà Việt Nam phải đem quân để đánh cơ, và có quân đội Việt Nam có ở lại bên Campuchia để hỗ trợ giúp đỡ cho người dân Campuchia trong vòng 10 năm ấy. Thì khi mà cái chính quyền Campuchia, chính quyền cách mạng á, họ lớn mạnh rồi, họ đủ sức để mà họ gánh vác tình hình đất nước rồi, thì lúc bấy giờ quân đội Việt Nam rút là năm 89 á. Tháng 12 là 89 là chúng ta rút. Thì xin thưa các bạn, 10 năm chúng ta đóng quân ở bên Campuchia đó, hy sinh rất là nhiều xương máu của xuân của con người ta như vậy.
Nhưng cuối cùng đổi lại là gì? Đổi lại thì có những cái ý rằng là Việt Nam xâm lược Campuchia, rồi cũng vì cái sự kiện Campuchia này mà cái đường lối đối ngoại, cái mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước ở khu vực ở Đông Nam Á đó, nó cũng xấu lắm, nó cũng 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 rất là khó khăn. Cho nên các bạn sẽ thấy là sao cái hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN đó, nó thành lập từ năm 1967 nhưng mà Việt Nam mãi năm 95 mới tham gia, mới gia nhập là như vậy, nó do cái sự kiện Campuchia đấy. Và các bạn cũng biết rằng sau 1975 thì Mỹ nó có cấm vận Việt Nam, mà khi mà Anh Mỹ cấm vận thì thằng nào dám chơi, chỉ có Liên Xô dám chơi thôi đó. Thế thì những cái nước đồng minh của Mỹ đó là nó cũng hù theo cái chính sách đó của Mỹ và nó cũng cấm vận với Việt Nam luôn. Thì ở khu vực Đông Nam Á cũng có một số nước đồng minh của Mỹ, ví dụ như là Thái Lan này, ví dụ như là Philippines này đó, bạn bè của Mỹ không, đồng minh của Mỹ đó. Thế thì khi mà Mỹ yêu cầu cấm vận, lại cộng thêm cái sự kiện là Việt Nam đưa quân đội ra hỗ trợ cho nhân dân Campuchia nữa, hai sự kiện đó nó gộp chung lại và người ta cũng lo sợ là Việt Nam với cái lực lượng quân đội quá mạnh lúc bấy giờ, và xin thưa với các bạn là chúng ta nói rằng là chúng ta mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ không ngoa đâu. Và tại sao Trung Quốc nó đánh ta? Có nhiều lý do khác nhau. Có người thì nói, có chuyên gia lịch sử thì nói rằng là Trung Quốc nó muốn thử cái tình bạn giữa Việt Nam với Liên Xô nó bền chặt đến đâu, nếu như trong trường hợp Trung Quốc có đánh không. Thế thì Trung Quốc nó muốn thử. Thế thì lúc bấy giờ khi mà quân đội Trung Quốc nó tấn công Việt Nam vào tháng 1 năm 1979 đó đó, là lực lượng quân Pol Pot, à xin lỗi, lực lượng quân quân đội của Nga, quân đội Liên Xô đó là áp sát khu vực biên giới với Trung Quốc luôn, tức là sẵn sàng chiến đấu luôn đó, để các bạn thấy được cái tình cảm giữa Việt Nam với Liên Xô lúc bấy giờ nó bền chặt đến như thế nào. Điều đó cho thấy rằng là cái mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô là một quan hệ hết sức là bền chặt, và Liên Xô hoàn toàn là sẵn sàng giúp đỡ cho Việt Nam trong cái tình huống là nếu chiến tranh đổ ra. Và có lẽ là Trung Quốc cũng không muốn xâm chiếm Việt Nam đâu. Và người ta thấy rằng là cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Bắc á, nó diễn ra chỉ trong vòng một tháng thôi, rất là ngắn, chỉ trong vòng trọn vẹn có một tháng thôi. Thì quân đội Trung Quốc có rút và hai nước cũng có ngồi lại với nhau để mà đàm phán lại. Nhưng mà xin thưa với các bạn là mặc dù đàm phán đấy, nhưng mà 10 năm, 10 năm từ năm 1979 cho đến năm 89, Trung vẫn có những cái cuộc tấn công nhỏ lẻ, chơi bẩn vậy đó các bạn. Có những cuộc tấn công nhỏ lẻ, nó không tiến hành quân đội cấp sư đoàn giống như trước thôi, nhưng nó vẫn có những cuộc tấn công nhỏ lẻ vào những cái đồng bào của mình ở giáp biên giới, rồi thì lấn đất của mình đó. Và đấy là lý do tại sao mà 10 năm trời mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc nó cũng gần như là đóng băng. Mãi đến năm 91 á, bắt đầu là Việt Nam với Trung Quốc mới nối lại quan hệ, gọi là hâm nóng lại, và mới đưa ra tuyên bố về 12 chữ vàng đó, các bạn lên trên mạng các bạn tìm là sẽ thấy rồi. Và sau đó thì lại liên quan đến cái vấn đề Biển Đông thì có thể nói rằng là mối quan hệ nó cũng luôn luôn là căng thẳng. Rồi đến cái nội dung cụ thể thì mình sẽ được nghe kỹ hơn ha. Thì các bạn thấy là năm 1982 cũng là một khoảng thời gian rất là khó khăn, và đặc biệt liên quan đến hai cái cuộc chiến tranh ở biên giới, cho nên là cái nội dung chính của kỳ đại hội lần thứ năm đó là đề ra cái quan điểm về giữ gìn bảo vệ Tổ quốc trước tình hình chiến tranh cục bộ. Cục bộ tức là nó chỉ diễn ra trong một khu vực phạm vi nhất định thôi, chứ nó không diễn ra trên toàn bộ đất nước. À, thì chúng ta nhớ đến cái cuộc chiến tranh chống lại quân Pol Pot và nhớ đến cái cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Bắc với quân Trung Quốc. Còn đại hội 6 thì bạn biết rồi, khởi xướng chính sách đổi mới ha. Ở đại hội lần của thế kỷ thứ 20 đúng không? Đại hội cuối cùng của thế kỷ thứ 20, thế thì đại hội lần thứ 8 đảng sẽ chủ trương là tổng kết lại xem là mình làm được đến đâu rồi, và đề ra cái chủ trương cho đất nước trong cái thế kỷ thứ 21. Còn kỳ đại hội lần thứ 9 thì đảng đưa ra cái chính sách kinh tế 10 năm và đặt mục tiêu là đến năm 2010 và thì sẽ đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Đại hội lần thứ 10 năm 2006 thì đảng có đưa ra một cái chủ trương, đó là đến năm 2020 xây dựng đất nước thành nước công nghiệp hóa,
Thế thì để phát triển thành một nước công nghiệp hóa là phải đáp ứng được rất là nhiều những cái điều kiện nha các bạn. Về mức độ ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất này, tỷ lệ các cái doanh nghiệp đi theo hướng công nghiệp hóa này, rồi là các cái hoạt động khác như là trong nông nghiệp, dịch vụ hay là các cái hoạt động khác thì cũng phải ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như thế nào. Nói chung là nó có một cái list những cái yêu tiêu chuẩn đặt ra đó. Thế thì nói rằng là Việt Nam đến năm 2020 sẽ xây dựng thành công đất nước công nghiệp hóa thì có thể nói rằng nó cũng cũng khá là cao, nó khá là cao. Và các bạn cũng đã, có lẽ các bạn cũng đã cảm nhận được rằng là cái mục tiêu này nó có thành công hay không. À. Thế thì để trả lời được chính xác là có thành công hay không và Đảng có sự thay đổi gì ở kỳ đại hội lần thứ 11, 12 và 13 hay không thì bây giờ sẽ một cái phần bài tập nhỏ nhỏ để cho các bạn. Các bạn sẽ lên trên mạng tìm kiếm cho cô. Chúng ta chú trọng vào cái mục tiêu thôi ha. Một kỳ đại hội nó sẽ rất nhiều nội dung. Bây giờ mình chỉ cần nói cho cô cái mục tiêu thôi và các bạn cố gắng là làm rõ. Ví dụ như là mình chỉ chú trọng vào những cái nội dung nào mà kỳ đại hội này nó khác so với kỳ đại hội trước. À, nó có sự điều chỉnh so với kỳ đại hội trước thì mình lấy. Còn những cái gì nhắc lại thì thôi, bỏ qua đi. À, mình nhớ những cái khác, mình mới nhớ được. Rồi, bây giờ cái phần bài tập này thì cô sẽ cho các bạn thời gian là khoảng 10 phút nha. Mình tìm kiếm những cái thông tin ở trên mạng và chú ý là ở những cái trang web mà nó có uy tín đó, của nhà nước hoặc là các báo chí chính thống hoặc là cơ quan ngôn luận mà có uy tín. Ví dụ như là về cái tạp chí lý luận chính trị này, rồi là tạp chí Đảng Cộng sản này, ví dụ như vậy. Và ba kỳ đại hội nha các bạn, 11, 12, 13, chú trọng vào một phần mục tiêu thôi, cái gì khác thì các bạn ghi lại. Rồi bây giờ là 9 giờ 20, các bạn làm đến 9 giờ 30 thì cô sẽ gọi một số bạn trả lời ha.
Alo. Rồi. Bây giờ cô sẽ mời một số bạn để trả lời câu hỏi cái phần bài tập ha. Rồi, trước tiên là xin mời Nguyễn Nhất Duy. Dạ có em cô. Rồi, trả lời cho cô một trong ba kỳ đại hội này. Em cái đại hội lần thứ 12 được không cô? Cô là tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, lái mạnh toàn diện toàn bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị trí và Này. nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Cô hết. Rồi cảm ơn bạn ha. Nhưng mà nói tóm lại là cái đại hội, nội dung đại hội lần thứ 12 á, nó khác gì, nó có điểm gì mới, cải tiến so với kỳ đại hội trước? Cái mà các bạn cần cần làm rõ ở đây, tức là mình chỉ liệt kê những cái nào mà nó khác thôi. Còn những cái nào mà nhắc lại đó thì mình không cần phải nêu ra ha. Rồi bây giờ cô xin mời một bạn khác nữa nha. Nguyễn Thanh Tiến, Thanh Tiến hay Thanh Tiền này đây này. Rồi xin mời bạn. Còn kỳ đại hội 11 và 13. Rồi ok. Rồi cảm ơn bạn. Rồi những cái nội dung mà các bạn trình bày á, thực ra nó mới chỉ là sơ lược, gọi là những cái nội dung thô thôi. Còn các bạn cần phải làm thêm một bước nữa, tức là mình phải so sánh giữa cái mục tiêu của kỳ đại hội lần thứ 12 so với kỳ đại hội lần thứ 11, 11 so với đại hội 10, để chúng ta biết rằng là nó có thay đổi như thế nào. À. Rồi còn bây giờ còn một cái nội dung của kỳ đại hội lần thứ 11 thôi, xin mời bạn Nguyễn Quốc Vũ. Dạ có em cô. Rồi xin mời bạn ha. Cô là nội Thưa cô, nội dung là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn diện toàn vẹn lãnh thổ, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp hóa hiện đại hóa. Rồi cảm ơn bạn ha. Rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn thấy này, nó khác nhau như thế nào. Thì lẽ ra cái phần kết quả bài tập của các bạn á, là các bạn phải làm như thế này, chứ không chỉ đơn giản chỉ là trình bày những cái mục tiêu của các kỳ đại hội như các bạn vừa trình bày đâu. Các bạn vừa trình bày thì các bạn có tìm nha, nhưng mà chưa hoàn thành được cái yêu cầu mà bài tập đưa ra. Vậy thì đối với kỳ đại hội lần thứ 11 á, là nói rằng cái mục tiêu nó có thay đổi một chút xíu ha.
đấy là phấn đấu đến năm 2020 đưa đất nước cơ bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Lúc nãy ở kỳ đại hội thứ 10 á, là đảng đề ra cái mục tiêu là gì? Phấn đấu đến năm 2020 đưa đất nước trở thành nước công nghiệp hiện đại. À, còn bây giờ đại hội lần thứ 11 là phấn đấu đến năm 2020 cơ bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Như vậy chúng ta thấy là có điều chỉnh rồi. Và chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái mục tiêu của kỳ đại hội lần thứ 10 đề ra đó, nó cao quá. Mình biết rằng là không thể thực hiện được, cho nên là mình đã giảm giảm cái mục tiêu xuống. À, đến kỳ đại hội lần thứ 12 năm 2016. Như vậy là cách cái mốc thời gian định hướng của chúng ta là chỉ trong vòng 4 năm thôi. Và với cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lúc bấy giờ thì Đảng cũng nhận định rằng là cái mục tiêu đề ra trong kỳ đại hội lần thứ 11 này này nó cũng không thực hiện được. Cho nên là trong cái kỳ đại hội lần thứ 12 thì Đảng cũng đã có một cái sự điều chỉnh là chỉ đưa ra cái nội dung đó là phấn đấu sớm đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Và như vậy chúng ta thấy không còn cái thời gian năm 2020 ở cái kỳ đại hội lần thứ 12 nữa. Được chưa ạ? Đến kỳ đại hội lần thứ 13. Thế thì bây giờ nếu như xóa mốc thời gian 2020 mà lại không đưa ra được mốc thời gian cụ thể thì cũng không được. À, cần phải có một cái mốc thời gian để chúng ta phấn đấu, chúng ta thực hiện chứ. Cho nên kỳ đại hội Đảng lần thứ 13 đó thì Đảng có hai cái nội dung lớn trong phần mục tiêu. Thứ nhất đó là lần đầu tiên Đảng nhắc đến cái bốn cái chữ đó là năng lực cầm quyền. Trước đây là nó có cái Đảng vẫn thể hiện được cái năng lực cầm quyền của mình nhưng Đảng không đưa cái nội dung này vào trong cái văn kiện. Nhưng mà kỳ đại hội lần thứ 13 thì Đảng đưa nó vào trong văn kiện và thực hiện một cách gọi là nghiêm túc hơn, rõ ràng hơn. Và một cái điều chỉnh thứ hai nữa của kỳ đại hội lần thứ 13 đó là đưa ra cái mốc thời gian là thế giữa thế kỷ thứ 21. Tức là khoảng thời gian 2050 hoặc 55, khoảng khoảng đó. Như vậy chúng ta đã thấy rằng là Đảng đã rút kinh nghiệm của kỳ đại hội trước, tức là không đưa ra một cái mốc thời gian nó chính xác quá thì nó sẽ khó thực hiện. Thì mình đưa ra cái mốc thời gian là khoảng giữa thế kỷ thứ 21, và khoảng thời gian này từ đây cho đến đó thì cũng phải còn đến 30 năm nữa. Thì khoảng thời gian nó sẽ dài hơn và chúng ta hy vọng là chúng ta có thể thực hiện được thành công cái mục tiêu mà Đảng đề ra. Còn ví dụ như là sau 5 năm nữa đến năm 2026 thì cái sự phát triển của Việt Nam lúc bấy giờ chúng ta cũng không biết là chúng ta sẽ phát triển như thế nào, đúng không ạ? Cho nên có thể đến kỳ đại hội lần thứ 14 chẳng hạn, năm 2026 thì Đảng cũng sẽ có sự điều chỉnh tiếp theo. À, thì nó sẽ căn cứ vào cái mục tiêu phát triển chung của Việt Nam cũng như là căn cứ vào cái thực tế của Việt Nam như thế nào. Rồi tiếp theo là về cái đối tượng nghiên cứu, đó là nghiên cứu cái gì? Thế thì cái phần bài tập vừa rồi đó là chủ yếu là cho các bạn, thứ nhất là chúng ta biết cách tìm tài liệu, thứ hai là chúng ta biết cách đọc tài liệu thôi. À, bài tập nho nhỏ. Còn nói tóm lại về cái đối tượng nghiên cứu của chúng ta, đó là chúng ta nghiên cứu về các sự kiện lịch sử, chúng ta nghiên cứu về đường lối, về chủ trương chính sách của Đảng, thể hiện qua các văn kiện Đảng. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu về quá trình Đảng lãnh đạo, thể hiện qua những cái sự kiện thực tế trong lịch sử từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cho đến nay. Được chưa? Đây là toàn bộ những cái nội dung mà chúng ta sẽ nghiên cứu đấy. Về chức năng của môn lịch sử Đảng thì cái môn lịch sử Đảng nó thuộc về cái môn khoa học lịch sử nha các bạn, nó thuộc về môn khoa học lịch sử. Còn xét về mặt phạm vi á, thì lịch sử Đảng nó sẽ nằm trong cái lịch sử của Việt Nam đó. Thế thì về chức năng thì nó sẽ hướng đến ba chức năng. Thứ nhất là nhận thức, thông qua việc trang bị cho sinh viên những cái kiến thức thì nó cũng sẽ thay đổi nhận thức của các bạn về Đảng, về những cái chủ trương đường lối của Đảng cũng như là về về Việt Nam, về đất nước của chúng ta. Thứ hai là chức năng giáo dục. Giáo dục này tức là hướng tới hình thành nên những cái lý tưởng sống cho các bạn. Các bạn nghiên cứu về Đảng như vậy, các bạn nhận thấy những cái đảng viên, những người cán bộ họ đã dốc hết mình, hết sức cho cách mạng, cho đất nước như thế nào, thì mình sẽ dần dần hình thành nên một cái lý tưởng sống cao đẹp, đúng đắn cho bản thân mình. Thì đó là chính là cái chức năng giáo dục của lịch sử Đảng. Và thứ ba đó là chức năng dự báo và phê phán. Thế thì khi mà chúng ta nghiên cứu về lịch sử Đảng, có cái gì tốt, cái gì đúng thì chúng ta nói đúng, cái gì mà chưa đúng, chưa tốt thì chúng ta nói là chưa đúng, chưa tốt. Chứ không phải là chúng ta nghiên cứu về lịch sử Đảng là chúng ta auto cái gì cũng tốt, cái gì cũng đúng, không phải như vậy. Bản thân Đảng á, cũng giống như một con người chúng ta thôi, có làm thì cũng sẽ có sai các bạn ạ. À, còn nếu như mà không muốn sai thì khi là không làm gì, cho nên có làm sẽ có sai. Điều quan trọng ở đây không phải là chúng ta đừng bao giờ sai, mà là chúng ta phải biết nhìn nhận thẳng vào cái sai đó, mình có can đảm, mình thừa nhận rằng là mình sai để mà mình đưa ra những cái phương pháp để sửa sai. Thì đó chính là cái chức năng
dự báo và phê phán. Chúng ta dựa vào cái phê phán đó để chúng ta rút ra những cái bài học kinh nghiệm để tương lai chúng ta không mắc phải nữa. Và dự báo ở đây tức là chúng ta nghiên cứu về lịch sử để chúng ta thấy được những quy luật để chúng ta dự báo cho tương lai. À, cho nên nó không phải là đoán mò giống như là thầy bói, đoán tay, mà ở đây chúng ta dựa trên những cái nghiên cứu nó mang tính quy luật. Đó chính là cái sự khác biệt giữa mê tín dị đoan với khoa học đó các bạn. Rồi. Về nhiệm vụ chỉ là một cái sự cụ thể hóa những cái đối tượng nghiên cứu của chúng ta thôi. Ví dụ như chúng ta muốn tìm hiểu về cái cương lĩnh đường lối của Đảng thì chúng ta phải trình bày một cách có hệ thống những nội dung này. Chúng ta phải tái hiện lại lịch sử thông qua những cái bài giảng của cô, thông qua những cái đoạn phim tư liệu, thông qua những cái hoạt cảnh tình huống mà các bạn có thể dựng lại trên lớp. Nhưng tất nhiên là trong cái điều kiện học online như thế này chúng ta cũng không thể thực hiện được. Rồi thì chúng ta tiến hành là tổng kết lại lịch sử Đảng, làm rõ vai trò sức chiến đấu của Đảng. Và điều quan trọng hơn đó là vận dụng vào trong đời sống như thế nào. Ai ngồi nếu không? Alo, rồi xin lỗi các bạn ha, do bị gián đoạn một chút xíu. Rồi, thế thì nghiên cứu về môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp như là phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phân tích tổng hợp so sánh. Và chúng ta sẽ dựa trên cái thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để chúng ta nghiên cứu ha, để đảm bảo được cái tính khoa học và logic. Rồi, bây giờ sẽ là một số những cái đề tài. Thì các bạn nghĩa qua nha, bây giờ có 5 cái đề tài ở đây, rồi 10 cái đề tài. Thì ví dụ như là lớp mình có số lượng đề tài ít hơn, số nhóm ít hơn thì mình sẽ bỏ đi những cái đề tài sau cũng được, không vấn đề gì.
Ok, bây giờ cô sẽ sử dụng cái random để phân chia đề tài cho các nhóm nha. Rồi những đại diện cho mỗi nhóm, một nhóm trưởng giơ tay lên cho cô để cô biết giờ lớp mình được bao nhiêu nhóm rồi. Rồi, như vậy lớp mình hiện tại là có 8 nhóm đúng không ạ? Có bạn nào mà chưa có nhóm không? Lớp mình có thấy là có 70 mấy bạn mà. Sao lại có 8 nhóm thôi ta? Rồi, bây giờ nhóm nào muốn quay đầu tiên nào? Rồi Ngọc Tài quay đầu tiên ha. Rồi thứ tự nhóm tên đề tài đồng thời là cái số này luôn nha các bạn. Rồi nhóm Ngọc Tài sẽ là nhóm số 6 nha. Ngọc Tài ghi lại giùm cô nhóm số 6. Tiếp theo sẽ là nhóm Quốc Bảo. Quên nãy giờ chưa xóa số 6 đi. Rồi mình quay lại nhé. Quốc Bảo số 8 nha. Rồi, bạn nào mà nhận đề tài rồi thì mình hạ tay xuống giùm cô nhé. Tiếp theo là nhóm của Ngọc Trâm. Rồi, Ngọc Trâm số 1. Ngọc Trâm số 1 ha. Tiếp theo là nhóm Sơn Dương. Sơn Dương số 3 nha. Ok. Tiếp theo. Nhất Duy, nhóm của Nhất Duy. Nhất Duy nhóm số 5. Tiếp theo là nhóm của Thanh Vân.
Rồi, Thanh Vân nhóm số 7. Tiếp theo là hữu tưởng. Hữu tưởng nhóm số 2. Rồi còn hai nhóm hay tài nữa thôi. Đó là Hạo Thiên và Thúy Vi. Rồi quay cho Thúy Vi trước nha. Rồi Thúy Vi sẽ là số 4 và Hạo Hoài Thiên sẽ là số 6. Ủa cô, số 9 chứ cô? À, số 9. Ờ đúng rồi, số 9. Rồi các nhóm từ số 1 đến số 5 các bạn nhìn và ghi lại đề tài của mình ha. Để làm cho đúng. Đó. Các bạn lưu ý một mốc thời gian nha. Ví dụ như là 45, 46, 46, 54. Thì mình làm là mình phải biết là mốc thời gian là như thế nào. Ví dụ đề tài thứ nhất á, là tính đến trước lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 1946. Còn là đề tài số 2 là sẽ từ từ cuối năm 1946 trở đi. Được chưa? Đến năm 1954 là kết thúc Hiệp định Geneva. Còn đề tài số 3 sẽ là lấy cái bối cảnh sau Geneva làm tiền đề và sau đó là đến làm đến năm 64. Đề tài số 4 là làm từ 65 đến 75 rồi. Đó, kết thúc 30 tháng 4 1975 đó. Còn đề tài số 5 là từ tháng 5 1975 trở đi đến tháng 12 1986. Tức là chỉ cần nói về khủng hoảng kinh tế là được rồi. Chứ không cần đề cập đến đại hội lần thứ 6 đâu. Rồi tiếp Cô ơi, nhóm em chưa có số nhóm cô ơi. nhóm em là nhóm nào? Nhóm của bạn Gia Đại với cô. Hay giờ không thấy Sao lúc nãy tôi hỏi nói là nhóm trưởng giơ tay lên mà các bạn không giơ tay? tôi vậy thắc mắc của nhóm trưởng người ta không thấy giơ tay là giờ kiểm tra lại Nhóm có thấy trưởng chưa của có bạn số là nhóm. nhóm nào? Dạ. Nhóm trưởng là Gia Đại hả? Dạ, Phạm Văn Gia Đại luôn. Rồi, vậy thì làm đề tài số 10. Rồi, tiếp theo từ đại hội 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn thấy ở trên này ha. Dạ cô ơi, bây giờ mình gửi danh sách nhóm với tên số nhóm vô luôn hả cô? Vô vô. Đúng rồi, các bạn chụp lại cái danh sách nhóm và cộng thêm cái số thứ tự đề tài này dùm cô nha. Rồi, các bạn còn thắc mắc gì nữa không? Mình sẽ bắt đầu thuyết trình từ buổi thứ tư nha các bạn. Hôm nay là buổi đầu tiên. Tuần sau nữa cô vẫn giảng bình thường cho các bạn.
Rồi, nếu các bạn không còn thắc mắc gì về vấn đề thuyết trình nữa thì từ giờ cho đến 10:30 các bạn sẽ lên trên trang course, trang học của chúng ta đó. Rồi các bạn sẽ thấy một cái bài kiểm tra trắc nghiệm và có 20 câu. Các bạn làm xong, nộp bài thì các bạn có thể off cái Google Meet này, được chưa? Ơi, mình làm một lần hay là mình được làm nhiều lần cô? Có thể làm nhiều lần ha, nhưng mà cũng hên xui tùy bài á, giờ cô cũng không nhớ là cô cài đặt sao, bình thường là cô để cho làm mấy lần cũng được ấy. Nhưng mà Dạ, không giới cảm hạn về mặt ơn. thời gian, cho nên là các bạn cố gắng làm một lần mà nó chuẩn với thôi. Dạ. Dạ cô cho em hỏi là cái thuyết trình đó cô, là mình thuyết trình thứ tự là theo theo số thứ tự nhóm luôn hả cô? Đúng rồi bạn, thuyết trình theo thứ tự nhóm luôn. Dạ. Thường là một buổi sẽ có hai nhóm thuyết trình đó, như vậy nhóm 1, nhóm 2 là thuyết trình cùng buổi đó. À, buổi thứ tư là mình thuyết trình hả cô? Đúng rồi, buổi thứ tư là bắt đầu nhóm 1, nhóm 2 sẽ thuyết trình. Buổi thứ năm sẽ là nhóm 3, nhóm 4.